Thưa quý vị, cách thành phố Thái Bình khoảng 30 km, xã Thái Xuyên thuộc huyện Thái Thụy của tỉnh Thái Bình là một vùng quê chiêm trũng, địa hình với nhiều ao hồ sông ngòi đã ban tặng cho mảnh đất này nhiều những lợi thế để có thể nuôi trồng thủy hải sản. Chính vì thế mà ngoài các món hải sản ở thị trấn Diêm Điền thì du khách còn có cơ hội được thưởng thức món cá nướng nức tiếng gần xa của người dân vùng quê này. Vâng, với người dân nơi đây thì cá nướng là món ăn truyền thống để dành tiếp đãi khách quý hay người thân đến chơi nhà. Và đến nay thì cá nướng cũng là món ăn không thể thiếu trong mâm cơm ngày lễ, ngày Tết và trở thành món quà biếu không thể thiếu của người dân vùng đất chiêm trũng này. Gần một tạ cá chấm là thành quả sau hơn một tiếng đồng hồ đánh bắt của chị Nhài và người dân trong làng. Ngoài ao của gia đình, chị cũng đi khắp trong vùng thu mua cá tại các ao nuôi để đảm bảo đủ sản lượng cho khách hàng đã đặt sẵn. Thông thường, cá phải đạt trọng lượng từ 4 kg trở lên mới đáp ứng được yêu cầu về độ chắc của thịt. Và dịp cao điểm, có ngày chị thu mua đến gần 1 tấn cá để kịp thời chế biến. Nếu như mà muốn miếng cá của mình nướng thành sản phẩm như nhà tôi đấy, thì là phải chọn những con cá là to, cá càng to thì càng ngon. Với lại phải nhìn con cá phải nuôi được lâu năm. Thứ hai nữa là cái phần bụng của nó không được bụng to. Bụng to thì cái phần mỡ nhiều, nướng nó rất là ướt mà nó mềm không ngon. Thế con cá nó phải hong bụng, ví dụ như con cá này. Thế nó phải hong bụng mà trông nó thăn chắc. Cá sẽ được cắt khúc và tiến hành rửa sạch nhớt của cá để đảm bảo không còn vị tanh. Sau khi cắt khúc, rắc muối trắng để khử độ tanh, được rửa sạch và lau khô miếng cá trước khi được tẩm ướp gia vị chừng 30 phút. Những gia vị chính ở đây gồm hạt tiêu, thì là, nghệ vàng, giềng, xả, ngũ vị hương để tạo thành một nguyên liệu tẩm ướp trước khi được đưa vào lò nướng. Hành răm hạt thì là tươi, thái nhuyễn và hạt thì là rang lên và xay và nước mắm Diêm Điền mà ớt khô. Quan trọng nhất là phải có món nghệ, nghệ mà phải xay ra, bỏ cháp ra và vắt lấy nước. Đấy, khi mình ướp miếng cá vào thì nó thấm đều lên. Ngoài công phu pha chế tẩm ướp thì công đoạn quyết định cho miếng cá vàng đều giòn dai lại phụ thuộc vào người thợ duy trì đều nhiệt độ trong quá trình nướng. Để cá đạt yêu cầu, cá phải nướng bằng than hoa đốt từ củi nhãn. Vì theo người dân ở xã Thái Xuyên, than củi nhãn làm cho món cá nướng có hương thơm hấp dẫn, giữ được lâu hơn và củi nhãn cho lửa rất đượm. Theo chia sẻ của các hộ dân thì thời gian nướng phải mất 5 đến 7 tiếng đồng hồ, thậm chí có những mẻ phải hơn chục tiếng mới đạt yêu cầu. Nói về gia truyền thì cái bí quyết là chắc chắn nó phải có rồi. Đấy, thế mà làm cái cá này thì thật ra thì cũng không phải là ai muốn làm mà làm được đâu, nó cũng rất là khó, chứ nó không phải là dễ đâu. Tất nhiên là có vất vả thì cũng có cái thu nhập. Đấy, nói chung là làm thì nó cũng công nó cũng so với lại cả các mọi công việc thì nó cũng hơn một ít, cơ bản là cái đầu ra của mình ấy, mà hy vọng là càng nhiều người ăn thì anh em công nhân chúng tôi làm nó càng thu nhập nó càng cao lên. Với giá bán từ 180.000 đến 200.000 đồng một kg, trừ chi phí, những cơ sở làm cá nướng thu về hàng trăm triệu đồng mỗi vụ. Cũng chính từ hương vị riêng biệt của món cá nướng, nhiều hộ gia đình trong làng đã có của ăn của để. Từ đây, ở vùng đất ba mặt giáp sông, một vùng cửa biển, món cá nướng không dừng lại ở đặc sản vùng Thái Xuyên, mà nó còn được những vùng lân cận biết đến. Thưa quý vị, trước thách thức của việc bị suy giảm nguồn lợi thủy sản, việc mà tái tạo và hồi phục lại nguồn lợi thủy sản gắn với bảo vệ các vùng lòng hồ là điều rất cần thiết. Với lợi thế các lòng hồ thủy điện, thủy lợi được khai thác nuôi trồng thủy sản nhiều năm qua, hệ sinh thái các lòng hồ đã chịu tác động bởi những hoạt động kinh tế xã hội của các địa phương. Do vậy mà việc tái tạo, thả giống để phục hồi lại nguồn lợi thủy sản các lòng hồ đã được một số địa phương triển khai. Và tại Tuyên Quang, với sự vào cuộc của ngành nông nghiệp, chính quyền các địa phương và sự chung tay của các doanh nghiệp, việc tái tạo nguồn lợi thủy sản các lòng hồ đang được triển khai theo hướng dựa vào cộng đồng. Vào sáng nay, lễ ra mắt và công bố quyết định thành lập các tổ đồng quản lý khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản đã được tổ chức tại hồ Na Hang, tỉnh Tuyên Quang. Đây được xem là khởi đầu cho việc duy trì và nhân rộng các mô hình đồng quản lý và bảo vệ nguồn lợi thủy sản lòng hồ, với vai trò nòng cốt chính là những hộ dân sống dựa vào lòng hồ, góp phần phát triển ngành thủy sản nuôi bền vững trong tương lai. Với lợi thế là vùng lòng hồ có diện tích khoảng 4.500 ha, hồ Na Hang tỉnh Tuyên Quang có hệ sinh thái phong phú, nguồn nước được đánh giá có chất lượng tốt, vẫn còn trong lành để phát triển thả nuôi các loại thủy sản nước ngọt. Tại buổi ra mắt tổ cộng đồng quản lý nguồn lợi thủy sản do Ủy ban nhân dân huyện Na Hang, công ty Việt Food tổ chức sáng nay,
các đại biểu cho rằng việc ra mắt các tổ cộng đồng quản lý tại hai địa phương là thị trấn Na Hàng và xã Năng Khả với hàng trăm hộ tham gia sẽ là tiền đề để bảo vệ nguồn lợi thủy sản lòng hồ nơi đây. Theo các chuyên gia, việc xây dựng các tổ cộng đồng quản lý cần có nội quy rõ ràng, có sự chung tay góp sức của các doanh nghiệp, sự vào cuộc của chính quyền các địa phương thì hoạt động của các tổ này mới thực sự mang lại hiệu quả thiết thực. Bởi nhiều địa phương, người dân vẫn còn thói quen đánh bắt cá nhỏ để phục vụ làm thức ăn cho các loại cá lớn hoặc tiêu thụ trên thị trường tự do. Hiện trên địa bàn huyện Na Hàng đang thành lập 9 tổ cộng đồng quản lý và thả nuôi thủy sản, trong đó chủ yếu là thả giống và quản lý cá mè. Từ đó hứa hẹn sẽ mang lại nguồn thu cho bà con nông dân trong vùng sau khoảng nửa năm thả xuống lòng hồ. Cũng trong sáng nay, nhân dịp chuẩn bị đón Tết Nguyên đán 2023, chính quyền và nhân dân các xã huyện Na Hàng đã thực hiện việc thả giống thủy sản tái tạo nguồn lợi thủy sản trên lòng hồ Na Hàng. Và hoạt động thả giống thủy sản này dự kiến sẽ diễn ra thường xuyên và liên tục. Tới nay, riêng lòng hồ Na Hàng đã thả khoảng hơn 100 tấn giống cá mè các loại. Vâng, thưa quý vị nghĩ sao khi mà hình ảnh công trình kiến trúc như Khuê Văn Các, Cổng Văn Miếu hay cảnh lều chõng đi thi, những hoa văn cổ được các nghệ sĩ khai thác đưa vào những sáng tạo nghệ thuật vừa giàu chất truyền thống vừa có tính hiện đại. Vừa qua, tại di tích quốc gia đặc biệt Văn Miếu Quốc Tử Giám, Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu Quốc Tử Giám phối hợp Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam tổ chức triển lãm mỹ thuật có chủ đề Dấu xưa Văn Hiến. Triển lãm đã giới thiệu 19 tác phẩm của 8 nghệ sĩ được sáng tác theo nhiều phong cách chất liệu với bút pháp mới về những giá trị văn hiến. Nếu Thanh Hóa là nơi Nguyễn Tuấn Dũng sinh ra lớn lên và trưởng thành, thì Hà Nội là quê hương thứ hai, nơi chắp cánh cho họa sĩ trẻ này đạt được ước mơ danh vọng. Bởi yêu mến và dành nhiều tình cảm với mảnh đất này, nên Trong Dũng luôn ấp ủ sáng tác một bộ tranh về vẻ đẹp cổ kính, những nét đẹp thăng trầm, trường tồn với thời gian, mang nhiều ý nghĩa về văn hóa, lịch sử của những di sản văn hóa Thăng Long ngàn năm văn hiến. Chàng họa sĩ trẻ tâm sự, anh bị mê hoặc bởi vẻ đẹp kiến trúc cổ kính rất khác biệt và những câu chuyện lịch sử, văn hóa khi tới thăm Văn Miếu Quốc Tử Giám. Điều đó đã thôi thúc anh vẽ nên hai tác phẩm Hồn Xưa Lưu Dấu và Dấu Xưa Văn Hiến cùng nhiều ý tưởng để hoàn thành bộ tác phẩm về di sản văn hóa. Ngày xưa thì hồi ở quê, một ước mong lớn nhất để ra Hà Nội là được đến với Văn Miếu. Thì tôi muốn đan xen câu chuyện đó vào trong cái tác phẩm lần này. Khai thác chất liệu văn hóa truyền thống vào sáng tác nghệ thuật đương đại không phải điều quá mới mẻ. Song gần đây, khi ý thức về văn hóa dân tộc, về giá trị di sản ngày càng được nâng cao, ngày càng nhiều nghệ sĩ khai thác vốn văn hóa cổ truyền trong những sáng tác của mình. Dù mỗi người theo đuổi một phong cách nghệ thuật khác nhau, nhưng nhóm nghệ sĩ gồm Phạm Hùng Anh, Nguyễn Tuấn Dũng, Khúc Đình Dương, Vũ Xuân Đông, Nguyễn Trường Giang, Nguyễn Đức Hùng, Vũ Mười, Lê Thị Thanh đã gặp nhau ở điểm cùng khai thác những giá trị của di sản Văn Miếu Quốc Tử Giám và những hình tượng văn hóa của Việt Nam để đưa vào sáng tác của mình. Và cái điều đó nó cũng không hấp dẫn, nó cũng rất là sáng tạo. Bởi vì người ta nhìn cái truyền thống bằng một cái dáng hình mới, bằng một cách thể hiện mới và nó còn có tính ứng dụng nữa cơ. Và chính điều đó nó tạo ra sự hấp dẫn. Mỗi tác phẩm là một cách nhìn độc đáo về giá trị của di sản, tạo nên những xúc cảm đặc biệt đối với khách tham quan. Qua triển lãm, người xem hiểu thêm, cảm nhận sâu sắc những giá trị văn hóa của các thế hệ trước lưu lại cho hiện tại và tương lai. Từ đó, thêm tự hào về truyền thống văn hóa của dân tộc, tiếp thêm động lực trong cuộc sống. Những cái tác phẩm ở đây hầu hết là do những người họa sĩ mà tuổi đời, tuổi nghề của họ rất là cao. Cho nên là khi bọn em chỉ là những người trẻ thôi ạ, đến đây tham quan để học hỏi rất là được nhiều thứ. Thủ đô Hà Nội ngàn năm văn hiến là nơi hội tụ và lan tỏa những giá trị tốt đẹp của văn hóa Việt Nam, nơi kết tinh những giá trị văn hiến của dân tộc gắn với đạo học. Tất cả những giá trị sâu lắng ấy đã trở thành nguồn cảm hứng đặc biệt với những nghệ sĩ mong muốn tạo nên các tác phẩm mang hơi thở của cuộc sống đương đại, song vẫn mang đậm những dấu ấn xa xưa.
Thưa quý vị, tại huyện Kế Sách, địa phương có diện tích cây ăn trái lớn nhất của tỉnh Sóc Trăng, bên cạnh trái vũ sữa tím, tứ quý, tím đào, thì thời gian đây lại có thêm giống vũ sữa mới là bơ hồng, được khách hàng rất ưa chuộng bởi vì là trái to tròn, khi mà chín thì lại có màu căng bóng và cơm dày, ngọt thanh, thơm mùi bơ sữa rất hấp dẫn. Hiện thì loại trái cây này vẫn đang được cấp mã số vùng trồng và xuất khẩu sang thị trường Mỹ. 60 gốc vú sữa bơ hồng 5 năm tuổi của gia đình ông Bạch ở ấp xóm Đồng 2, xã Thới An Hội, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng đang cho thu hoạch. Đây là vụ thứ 3 cây cho trái với năng suất ước đạt khoảng 100 kg trên một cây. Ông Bạch cho biết vú sữa bơ hồng cũng giống như các loại vú sữa khác, chỉ cho trái một vụ một năm. Cây ra hoa vào tháng 4 âm lịch hàng năm và chín vào tháng 11 âm lịch trong năm. Vụ thu trái sẽ kéo dài đến tháng 5 âm lịch của năm sau. Ưu điểm của vú sữa bơ hồng là trái to, tròn, bình quân từ 2 cho đến 3 trái 1 kg. Khi chín có màu hồng căng bóng, cơm dày, ngọt thanh, thơm mùi bơ sữa rất hấp dẫn. Đặc biệt, trái chín ăn không có mủ. Trái thì thấy chất lượng lắm, ăn đồ màu cũng đẹp lắm, ngon. Thì trái nhỏ nhất là khoảng có 300 mấy gram, chứ lớn thì 500 gram, gần nửa ký, hơn nửa ký nữa. Để phát huy lợi thế và tiềm năng trong phát triển cây vú sữa bơ hồng, năm 2021, xã Thới An Hội, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng đã thành lập Hợp tác xã Nông nghiệp xóm Đồng 2 với 20 thành viên, diện tích 21 ha, sản lượng 100 tấn một năm. Hiện Hợp tác xã đã được cấp mã số vùng trồng và chứng nhận OCOP 4 sao cấp tỉnh. Hợp tác xã cũng đã chủ động liên kết với doanh nghiệp trong sản xuất và tiêu thụ. Đây là vụ thứ hai, toàn bộ vú sữa của hợp tác xã được doanh nghiệp bao tiêu để xuất khẩu với giá ổn định 35.000 đồng 1 kg, kéo dài đến cuối vụ, cao hơn giá thị trường từ 7 đến 10.000 đồng 1 kg. Số còn lại cung cấp cho các đơn vị thu mua, đưa vào các cửa hàng cao cấp, giá bình quân từ 25 cho đến 30.000 đồng 1 kg. Chưa vô hợp tác xã thì giá ở ngoài bắp bên rồi gầu lo mần, như tinh thần nó không ổn định. Rồi từ ngày mình vô hợp tác xã tới giờ là thấy mừng, thấy thoải mái, rồi mình chỉ là chăm sóc rồi cây cho nó tươi tốt, và còn cái đầu ra mình có sẵn rồi, ổn định rồi. Thông qua liên kết tiêu thụ đã giúp nâng cao chất lượng sản phẩm trái qua từng năm, bà con đã thay đổi được tư duy canh tác từ lối sản xuất truyền thống sang áp dụng lối canh tác thân thiện với môi trường như sử dụng phân bón hữu cơ, thuốc bảo vệ thực vật sinh học, bao trái để tạo ra sản phẩm vừa ngon vừa lành, vừa có mẫu mã đẹp, có khả năng cạnh tranh cao ở thị trường trong và ngoài nước. Trái vú sữa bơ hồng được bao trái từ nhỏ nên tránh được sâu dày, rùa đục trái. Tới đây thì địa phương với hợp tác xã phòng nông nghiệp đã mở nhiều cái lớp mà hướng dẫn cái quy trình kỹ thuật cũng như sử dụng các phân bón để cho nó đảm bảo cái quy trình cũng như để mình thuận lợi cho cái điều kiện mà cho công ty cũng như xuất khẩu. Vú sữa là một trong những loại trái cây được xếp vào loại sản phẩm đặc sản trong việc quy hoạch phát triển cây ăn trái của tỉnh Sóc Trăng. Trong những năm qua, trái vú sữa tím Kế Sách đã được xuất khẩu sang thị trường Mỹ